Em cảm thấy một cái sự đồng cảm cực kỳ lớn và cảm thấy cực kỳ xúc động khi mà Ali nói như vậy. Nhưng mà không phải ngày hôm nay. Sorry. Wow, Ali muốn có cái bài này. Em vẫn còn cơ hội đúng không anh? À, tất cả mọi thứ đều có thể. Dạ, ok. Ok, năm em điêu lên là 55 triệu. Thêm 5 triệu nó không có nhiều nha. Tại thích số 5, 55. Học lấy không? Cảm ơn ạ. 3-4 năm về trước thì con có làm trợ lý sản xuất cho chú Huy Tuấn. Và thực sự thì con có gửi demo cho chú. Và con nhớ lúc đó là 12:07 hay 08 phút gì đó, chú gửi cho con một cái mail. Và cái mail đó làm động lực cho con tới bây giờ. Ồ, vậy hả cả? Tới ngay bây giờ. Wow. Con nghĩ là con nợ chú một lời cảm ơn. Chú rất vui. Có thể đến con ôm chú một cái được không ạ? Hey, tuyệt vời, chú rất vui vì điều này. Cố lên nhá, cố lên. Nghe nhạc mô chát, ta cùng nhau hát. Trên chiếc xe không ai che nát thương. À mà khi như được quên của cả bầu trời. Thôi chiếc xe băng băng qua những ngọn đồi. Đã em bộ van trắng trong một nhà hàng vắng. Biết tay phơi qua đây chia nát thương. À mà khi như được quên ở trong những lâu đài. Ngàn vì sao đang chứng giam. Truyền tình yêu giữa nhân gian. Lãng mạn như chuyện Shakespeare đã từng viết nên từ tình ca. Nàng đẹp xinh như muôn hoa, thì thầm rèo những câu ca vào tai ta, người sẽ chẳng bao giờ nói nên câu rời xa. Mùa đêm gió anh mang những lời thì thầm ngọt ngào đến em. Nụ hôn khẽ lướt trên đôi môi mềm, ngọn tia nắng khẽ rơi trên thiên đàng về với em. Ca khúc này so với bài của Đặng Minh Trí Treatment thì mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Thật ra thì Ali vẫn giữ quan điểm từ đầu đến giờ, đây là một bài hát rất hợp mà Ali đang định hướng cái dòng nhạc của mình thời gian sắp tới gần nhất. Và thật sự là rất là mong là có thể được hợp tác với bạn. Ali rất là muốn được trải nghiệm và làm việc với bạn để có thể tìm một cái cách nào đó để có thể phù hợp với lại giọng hát của Ali nhất trong cái bài hát này, nếu chúng ta có thể có duyên làm việc với nhau. Thật sự là cảm ơn Ali về sự tôn trọng đó. Với ca khúc này thì không biết là bạn đã nghe một bài hát của Ali chưa, mặc dù không biết là nó có phải là một bài hát phổ biến với khán giả hay không, nhưng cũng có một chút vài cái địa danh trong đó, đó chính là khúc Theo Anh của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Thì là có một cái câu là đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Cha Ban, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Yeah, nó là một cái bài như vậy. Cho nên khi nghe câu đầu tiên của bạn hát thì Ali cảm thấy wow, Ali muốn có cái bài này để có thể được nằm trong một cái EP sắp tới của Ali, tiếp nối cho bài hát của Ali. Chính xác, dạ. Là đầu tư luôn không ạ? Dạ có. Thực ra là đến đây Ali khao khát trong cuộc đời của mình có một cái hit lắm rồi. Tại vì sau một khoảng thời gian làm nghề thì nhiều người cũng hay nói Ali là sao hát hoài mà chưa có hit hay gì đó. Thì Ali cũng chạnh lòng nhiều lắm, cho nên là cũng mong là sẽ có được một cái bài hát gì đó có thể đến gần và phải gọi là lan tỏa một cách hết mức cho tất cả những người yêu âm nhạc tại Việt Nam. Thì Ali nghĩ là đây là một bài hát rất là có khả năng. Cho nên là mức đầu tư đầu tiên của Ali đưa ra đó chính là 50 triệu. 50 triệu? Wow, đã quá. Wow. Năm em điêu lên là 55 triệu. Thêm 5 triệu nó không có nhiều nha. Tại thích số 5, 55. Em vẫn còn cơ hội đúng không anh? À, tất cả mọi thứ đều có thể. Dạ, ok. Ok. Trên sân khấu chúng ta đang chứng kiến không phải là một thí sinh đi thi, mà chúng ta chứng kiến là một người nghệ sĩ đang cháy. Cái bài hát này nó hấp dẫn không chỉ về phong cách âm nhạc, nó hấp dẫn cả ở trong cái phần là lời hát nghe rất là quốc tế, nhưng nó lại là một cái nội dung rất là Việt Nam, rất là thời đại. Cảm ơn anh Ali.
thua kêu này ta bày kêu khác. Em thấy anh có vẻ như đứng ngồi không yên đúng không ạ? Cảm xúc của Ali bắt đầu thay đổi sau khi những cái giai điệu đầu tiên của bài hát này cất lên. Sau khi mà xem bạn trình diễn xong hoàn toàn ở trên sân khấu, thật sự đây là một bài hát nó có thể phù hợp với Ali rất rất là nhiều, và cũng phù hợp với chính bạn luôn. Cái này phải công tâm mà nói như vậy. Bạn viết ra và bạn hiểu về bài hát này nhất. Ali cũng mong là cũng có thể một trong những người bạn có thể nhắm tới để mà gửi gắm một cái ca khúc hay như vậy cho Ali. Hồi nãy em được đứng lên sân khấu và em biểu diễn, cảm giác em rất cực kỳ hạnh phúc. Đó là cảm giác tự do. Em cảm thấy một cái sự đồng cảm cực kỳ lớn, và cảm thấy cực kỳ xúc động khi mà Ali nói như vậy. Nhưng mà không phải ngày hôm nay. Sorry. Ok, tụi mình có thể ngồi jam với nhau được. Tụi mình có thể cùng nhau làm, cùng nhau sáng tạo một ra một cái thứ gì đó vượt tầm Ali bây giờ. Mình hứa với Ali điều đó. Oh my god. Không phải hôm nay, nhưng không có nghĩa là không phải ngày mai đúng không ạ? Một lời hứa hẹn rất lớn đến từ Lê Công Thành và Thanh Huyền tin là sự kết hợp giữa Công Thành và Ali là một điều gì đó rất tuyệt vời mà quý vị khán giả ở đây đang mong chờ. Bạn nhìn thấy được cái ước mơ của Ali và bạn đang nói rằng tôi từ chối bạn để tôi sẽ cùng bạn thực hiện một ước mơ, chấp cánh ước mơ đó cho bạn. Và tôi thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tôi nhìn thấy cái cách của bạn. Bạn là một người có nhiều tình cảm, và tôi nghĩ rằng sắp tới thì tôi sẽ cùng đồng hành cùng với bạn. Trong cái bài hôm nay á, thì tôi sẽ đầu tư là 50 triệu. Và bây giờ chúng ta có một lời đề nghị đầu tư từ chị Khánh ở đây là 50 triệu đồng cho ca khúc này. Bạn là một trong những cái nhân tố mà thực sự là VBank Prime hướng tới. Lê Công Thành, bạn có muốn chốt deal ngày hôm nay hay không? Hay sẽ là một nhà đầu tư khác, một thời điểm khác? Tôi không phải là nhà sản xuất, nên là nếu như mà bài này bạn đi với tôi thì chắc chắn là người hát sẽ là bạn. Tại vì cái tôi thích là cái chất của bạn. Đối với tôi thì tôi nghĩ bạn là người thể hiện bài hát tốt nhất. Cái quan trọng với em không phải là tiền, mà phải cái quan trọng với em là điều đó. Cảm ơn chị ạ. Chúc mừng chị. Quan trọng là bạn ấy được thể hiện bài hát của mình, và đó là cái giá của sự tự do. VPBank Prime, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.